cảm ơn ông trai nè. Nhờ ông trai mà cái máy này đơn giản nhỏ giúp chị đó mà nó chạy 12 tiếng đồng hồ cho một bình ga. Một bình ga đó mà chạy 12 tiếng đồng hồ á các bạn. Giờ nó cho mấy năm nay mà đâu có xài. Cái này mà lấy ra xài mà cũng không có nổ nữa. Nó nói ba hơn đó. Cái thường thường để yên mà không nổ nó hư máy. Mấy năm trời không có xài các bạn mà bây giờ ai ngờ cái máy nó tốt quá là trời. Hiệu này là các bạn. Đó, hiệu này đó mà ai ngờ nó tốt quá trời, nó chạy tốt ơi là tốt luôn. Nó chạy cho mình hai cái tủ lạnh, hai cái freezer tuyệt bự. Bạn giờ cái hai ngày á, hai ba ngày thì mình phải thay nhớt một lần. Giờ mình đang chuẩn bị kê để mình thay đổ nhớt ra nè. Nhớt đen thui luôn các bạn. Chạy 12 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ, chạy liên tục. Tốt, êm ái nữa, nhỏ nhắn mà gọn ghê các bạn ơi. Ok, cảm ơn trai nhiều nhân trai. Bye bye. Cảm ơn con rể nè, cả tuần nay là nhờ cái máy lạnh này nè, AC này, con rể nó mua về, xong rồi nó tự gắn luôn, không có điểm mất con trơn, tự nó vô nó đục tường, đục đồ trong phòng mình, tự nó gắn là các bạn, đấy, mua về nó tự nó gắn, mà ông xã kia nói rằng là không có sao, một ngày thôi, rồi mai nó có điện lại thôi. Không ngờ nó vô trong phòng nó kéo hết bàn màn cửa rồi ra, nó dẹp bàn dẹp giường rồi ra để mà nó gắn cái máy lạnh này, mà nhờ cái máy lạnh này mà cả vợ lẫn chồng khỏe mạnh bình thường các bạn, chứ không thôi là mình như là coi như là con lò bát quái mà sống trong nhiệt độ hơn 100 độ, không mà ngày nào cũng hơn 100 độ, nóng kinh khủng luôn đó. Cho anh Thành là cảm ơn con rể nè. Vừa cấp điện là con rể đi làm ra chạy đi mua mà về đi gắn cho ba mẹ nè đó. Rồi cái đèn mà sáng sáng bên này là của con trai, cái đèn sáng sáng này là của con trai đó, cái đèn sáng sáng đó là của con trai rồi đó. Cái quạt này con trai, khi nào mà mình không có hết ga thì mình xài bằng cái quạt này. Cái này là cái quạt này là xài cái pin ở ngoài, không cần phải sạc điện gì hết, sạc pin thôi mà rất là mát các bạn, mát lắm, sướng lắm, mát lắm, là ngủ êm lắm, êm mà mát lắm này. Cho nên thành là nhờ cái thằng này, với cái thằng này đó, là mình được bây giờ là 7 ngày rồi đó mà vẫn chưa có điện đó, nhưng mà vẫn mát mẻ này, vẫn mát mẻ được các bạn, mát của mẹ, mẹ happy, khỏe mạnh. Cảm ơn con rể nhé. Mai con, cảm ơn con rể. Giờ thay nhớt tương đối dễ một chút. Bữa kia hai vợ chồng về, con muỗi nó đậu ngay mặt anh cho nó. Ý chè, mẹ mày chụp chơi nó cắn đập cái máu luôn. Hớn nó đã đỏ, đen thui tung. Đen ghê hơn, đen quá trời đen. Giờ tương đối tay nớt nhớ dễ nhiều đen gì mà nó hai ngày à, ba ngày mới đen đu xuôi ghê hồn vậy chứ, công nhận máy tốt thiệt á. Cảm ơn nó quá trời, cảm ơn trai, cảm ơn nó quá trời. Cảm ơn cháu nội nè, chụp nhớ cho đen thui trời, qua đen nè, nhớt trong vậy mà đen vậy nè, ghê hồn chưa. Ô trời ơi, chứ không xem mà không thấy nó hư máy hết quá trời luôn. Mới thay nhớt ăn chút xíu hồi xưa rồi bắt chạy mấy tiếng đồng hồ á. Giờ ngày đêm mấy mình đêm 2 mấy tiếng. Đêm tội với tờ. Suốt ngày suốt đêm 24 tiếng. Ghe nè. Cái này đến trai cho. Trai cho đấy. Quá là tôi chịu thua luôn. Trai với rể. Cảm ơn các bạn nhé.